vì nó có tính kháng khuẩn cho nên hạn chế được tối đa cái tình trạng viêm nhiễm ở vùng kính. Và với cái tính năng đặc biệt này, nó cũng giúp cho phụ nữ cảm thấy tin tưởng và thoải mái hơn rất là nhiều. Qua tìm hiểu thì Chi rất ấn tượng khi được biết cốc nguyệt san Clary Cup là cốc nguyệt san duy nhất trên thế giới có khả năng tự kháng khuẩn, do được sản xuất trên công nghệ tích hợp silicon y tế cao cấp với ion bạc kháng khuẩn. Cốc nguyệt san Clary Cup được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt của một thiết bị y tế tại Pháp và đã được rất nhiều những tổ chức, các công ty uy tín trên thế giới chứng nhận, ví dụ như là FDA của Hoa Kỳ, CE Marking của châu Âu hay là UCAS của Anh Quốc, cho nên tất cả các khách hàng hoàn toàn yên tâm khi chúng ta sử dụng sản phẩm này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.